Nỗi đau không dành riêng cho một ai. Nó là bản chất chung của đời sống, mà mỗi người nhận nó qua hoàn cảnh riêng của mình. Cho nên ai cũng tưởng chỉ có riêng mình là đau khổ. Nhưng thật ra, đau khổ chỉ khác nhau trên hiện tượng, còn bản chất thì ở đâu vẫn thế. Có giác ngộ được chân lý của sự khổ, người ta mới có được tình thương yêu và thông cảm. Nhưng khi người ta trốn vào cái thành trì của bản ngã, thì lập tức người ta tự khép kín, tự cô lập, và qua lăng kính của bản ngã chủ quan ấy, chân lý biến mất cùng sự cởi mở, lòng thương yêu và thông cảm. Mà hậu quả của nó là người ta phải chịu phiền não, trầm uất, sầu khổ, chán trường và căng thẳng. Vậy tại sao chúng ta không cởi mở với nhau và cùng nhau đối diện với sự thật? Con thương mến, hãy sáng suốt, hãy trầm tĩnh, hãy hiền hòa trong mỗi bước đi của mình trên đường đời. Bỏ mất mỗi giây phút là bỏ mất tất cả. Vì thế tướng dụng trọn vẹn chính là mỗi bước đi, trong từng giây phút thực tại hiện tiền. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động không dung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Chủ như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Bài học cuộc đời thì rất nhiều thứ, nhưng thấy ra thực tại đang là vẫn là chính yếu. Khi hiểu được mình thì sẽ hiểu ra mọi chuyện trên đời. Giác ngộ không phải chỉ biết khám phá riêng mình thôi, mà còn biết tất cả bản chất thật của cuộc sống, thông suốt hết mọi mặt. Vì thực ra mọi biểu hiện bên ngoài đều hiện hữu bên trong mỗi người. Nên Phật dạy khi học bên trong, khi học bên ngoài, khi học cả hai, khi không cần học gì nữa. Chủ yếu là thấy ra sự thật nơi chính mình, chứ không phải để đạt được điều gì như ý muốn. Không như ý mới là bản chất thật của đời sống. Khó là vì bản ngã luôn muốn lý tưởng hóa mọi chuyện trên đời. Nhưng thiền chỉ đơn giản là con cứ quan sát. Dù khó khăn phức tạp đến đâu cũng đừng nản, rồi con sẽ thấy. Ồ, thì ra là vậy. Hay thế à, với một nụ cười hồn nhiên trong sáng là tuyệt vời rồi. Con đã căng thẳng mệt mỏi, sao không để cho thân tâm nghỉ ngơi thư giãn, mà lại tham gia một phương pháp tu đòi hỏi nhiều nỗ lực đầy mệt mỏi căng thẳng hơn. Thiền Vipassana thực ra không phải là thanh lọc tâm để thoát khỏi mệt mỏi căng thẳng, mà chủ yếu là thấu hiểu mọi trạng thái hoặc thái độ của tâm con. Thấu hiểu bản chất sự mệt mỏi căng thẳng là gì, nguyên nhân từ đâu. Vậy tốt nhất con nên quan sát lại mọi diễn biến của thân tâm, chứ không nên trấn áp nó bằng bất cứ phương pháp gọi là thiền nào. Hãy nhìn trực tiếp mọi sự, mọi vật bằng đôi mắt tuệ chân thực, tự nhiên. Đừng qua bất cứ kính màu phương tiện nào cả. Khi đã bị dính mắc vào một điều gì đó, thì khó mà trở về trọn vẹn tỉnh thức nơi chính mình.
Chỉ khi con buông ra tất cả mọi ràng buộc thì mới có thể trở về với chính mình được. Và khi đã trở về với chính mình thì con nên thận trọng chú tâm quan sát mọi hoạt động của thân, như quan sát đi đứng nằm ngồi, quan sát khi đang nhai cơm, khi đang tắm rửa, để tâm không còn quên mình mà đi lang thang trong thế giới ảo tưởng nữa. Tâm dễ ổn định nhất là khi quan sát thân một cách trọn vẹn. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng nếu con làm được thì có thể tự cứu bản thân con ra khỏi tình trạng hiện thời. Chỉ có hiểu đạo mới có thể vượt qua được những phiền não trói buộc trong mối quan hệ đời sống. Không cần phải theo một tôn giáo nào cả, chỉ cần thông hiểu đạo lý để sống ở đời cho đúng tốt với mọi người mà không bị ràng buộc vào ai, để khỏi sinh ra luyến ái, sân hận rồi đưa đến phiền não khổ đau là được. Có câu nói thật hay như thế này: cuộc đời là tổng số những nỗi thống khổ, nhưng khi bạn hy vọng một ngày kia nỗi khổ sẽ chấm dứt, lúc bấy giờ thời gian chính là nỗi khổ của bạn. Hãy đứng lên trên đôi chân của chính mình để tìm lại hạnh phúc nơi sự độc lập tự tại. Đừng dính mắc, nương tựa, bám víu vào bất cứ điều gì trên đời. Đó mới là quyết tâm tuyệt vời nhất. Tâm si có 3 trạng thái: suy nghĩ vẩn vơ, phân vân nghi hoặc và chán trường thụ động. Muốn biết bản chất cuộc sống là gì thì đừng đặt ra nghi vấn gì cả, mà chỉ lặng nhìn không nói năng. Khi con cảm nhận sự sống như nó đang là, nó sẽ trả lời cho con mọi sự thật. Tu là quá trình chuyển hóa nhận thức và hành vi ngay nơi nó đang diễn ra. Nhận ra cái sai thì ngay đó đã có sự chuyển hóa mà không cần suy gẫm. Bởi vì suy gẫm cũng chỉ quy chiếu vào kiến thức về những bảng giá trị sai đúng đã được quy định trước bởi một ý thức hệ đạo đức nào đó, trong khi suy gẫm để quy chiếu giá trị cái đúng sai thì nó đã trở thành quá khứ, và vậy là đã bỏ mất cái đúng sai như nó đang là trong thực tại. Hòa thượng Viên Minh, trích mục hỏi đáp.